Tin buồn, nữ tu trẻ thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Vinh vừa qua đời. Tin yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nữ tu Maria Nguyễn Thị Diệu, 40 tuổi, thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Vinh, vừa được Chúa gọi về lúc 18 giờ 20 phút thứ Hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho nữ tu Maria Nguyễn Thị Diệu. Sau đây là cáo phó của cộng đoàn Mến Thánh Giá Vinh. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Gioan chương 11 câu 25. Cáo phó. Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô phục sinh, hội dòng chúng con xin kính bằng nữ tu Maria Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1984 tại giáo xứ Hướng Phương, giáo hạt Bình Chính, giáo phận Hà Tịnh, là nữ tu thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, cộng đoàn Hướng Phương, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 18 giờ 20 phút thứ Hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024, hưởng dương 40 tuổi. Thánh lễ an táng vào lúc 8 giờ thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024, tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Sau thánh lễ, thi hài Sơ Maria sẽ được mai táng tại nghĩa trang cộng đoàn. Xin quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh cầu nguyện cho Sơ Maria được nghỉ yên bên Chúa cùng các thánh trên quê trời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.